Đây là một cái nghề buôn bán ở trên trên sông này các bạn, ở miền Tây thì rất là phổ biến cái này từ xưa tới giờ, giờ vẫn còn buôn bán bình thường. Dạ, ăn lép, thiệt ngon luôn vậy đó. Chứ đó là trên chợ 10 ngàn đó cô.
người cái nó không có lấy ra. Bỏ trái dài nhỏ thôi đi. Wow. Oh, quá xá đã. Đây là chương trình trẻ trẻ dưa hấu điểm chứng cái lời của cô ấy nói thôi. À, sao? Wow. Wow. Mời các bạn dùng. Dưa hấu này gọi là dưa hấu không hạt mà thấy hạt thì rất nhiều nhưng mà rất là đỏ. Bên đây nó cũng hơi ít hạt rồi đấy. Không hạt thì thấy lòng ha. Không hạt ở đây sao? Ở đây có hạt nè. Ở đây có một bên. Ông ta dữ lắm là ít rồi đó. Để trời có người ăn tại chỗ nữa. Rút về. Cam thử rồi ngọt không chua. Ngon quá. Ăn dưa nè ông thử ơi. Ngon quá. Ngó tay đi. Trời ơi lên sóng. Nó khóa thì cao. Cái ngon ăn chua ngọt lắm. Ngọt phải không? Được, ngọt chắc hả?